chở vật liệu vào bán mình đấy các bạn ạ. Gọi là đường hôm nay trời nắng, đường mới khô một chút thôi mới chở xong. Hôm nay gần đến Noel rồi, xong Noel là bắt tay vào luôn. Thì cũng như bữa trưa anh em mình cũng đã nói là mình đang cân ngoài, thì bây giờ mình sẽ nói mọi người đây, hôm nay có mấy người đang đi, thì mình đang hôm nay ngày nay với ngày mai là tập Jin thì cái đồ fora các igreja fora. Mọi người đa phần thì mọi người cũng muốn làm ở ngoài thì nhưng mà không sao, đường đấy vẫn còn rộng. Tira banana, tira aqui pau. Sim, sim. Sim. Aí, cavar e tirar mesmo fora. Sim. Thì như anh em mình ở bữa trước thực tế thì mình ở trong cái dân bản này thì mọi người không phải là không mình nói là mình chỉ xây tựa cũng như nhà văn hóa này, nhưng một có một số chi tiết là mình cầu kỳ cũng như là đòi hỏi kỹ thuật rất là nhiều. Như anh em chỉ đơn giản là đây là ta ngày xưa họ người dân thiết kế như thế nào đấy các bạn. Số bạc đây là ngôi nhà thờ cũ của người dân, cũng kiểu cũng tương tự ngôi nhà thờ này đấy các bạn. Bác trưởng bản thì những ngày lễ lớn này là ra ngoài nhà thờ đây là như kiểu là học, không thấy có phòng của cha xứ như kiểu bữa trước có một số như ngôi nhà này, nhưng mà sẽ bằng gạch cũng như là nhà này. Sim, sim, eu gosto dessa. Igreja aqui fazia quanto tempo? Ah, 20 anos. Ah, là tôn thống này, tường là vì nó quá xuống cấp này nên anh em mình cũng chỉ muốn là giúp cho dân bản là không thể làm được. Anh em mình cũng như người dân không thể xây dựng được nên lớn như ở ngoài thành phố đâu. Nên là chắc chắn là chỉ xây giúp được. Nên các bạn thì cho nó giống cái kiến trúc của nhà thờ này, chẳng hạn như cửa thì có người đi đây vẫn đang đi thu đá ở trên đấy các bạn. Ok tia là tôi đủ quan đồ số bà manda anh này tia aki đi đây chắc là mình anh em mình sẽ làm lùi lại một chút, gọi là thiết kế về ngôi nhà thờ thì hãy giúp mình nhé, nhà hội trường đấy các bạn. Vì nếu mà làm cầu kỳ quá hay là làm để mà thợ tay nghề thì không thể làm được như thế, không có nhà thờ lớn thì chắc chắn là anh em mình như người dân, chắc là dân công giáo đấy các bạn. Bạn nào sẽ đọc và sẽ tham lớn bận lắm các bạn ạ. Mình kiểu đi hết sẽ để sau Noel đấy các bạn, sau Noel anh em mình sẽ làm. Thì đấy đang nói mọi người dọn dẹp đấy các bạn bằng trước đã. À sao bà? Sợ là sợ xây ra ngoài này thì là kiểu sợ vào ra ngoài một chút thì nhìn chắc chắn là nó đẹp hơn, vì khoảng bên trái xe trường học một chút các bạn. Sợ không hai bên không. Nó số có tà gì mì lấy bà nó cũng nằm bên cạnh nên cũng phải cuốc hết đấy các bạn. Sau sợ này mối mọt nó sẽ ăn vào tường. Ok nha các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng cát đầu tiên rồi, chuyến xe chở vật liệu đầu tiên ở ngoài thì xe bắt đầu mới chở vào được các bạn. Thì cũng như mình nói trước là xây nhà văn hóa mới là nhặt ở gần hết rồi, giờ là phải các bạn. Thì mình vẫn cứ để một số người tập, mình cũng muốn là chuẩn bị cho người dân một đón một cái Noel thật là ấm áp. Nào có chuyên môn về như kiểu xây dựng nhà thờ thì hãy giúp mình thì video này anh em mình xin dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ. Wow. Bye. Đây các bạn đang dọn.